Xin chào quý anh chị, bây giờ vàng lên đến hơn 92 triệu đồng một lượng. Thì các bạn thử tưởng tượng ra, các bạn thử tính xem, bây giờ bình quân cái mức thu nhập của quý anh chị, những cái người công nhân ấy, một năm dành dụm ra được bao nhiêu tiền để mà mua được một cây vàng. Đấy, tức là tôi đang thấy được rằng là có một cái sự thổi giá nào đấy. Bởi vì bây giờ vàng thế giới nhá, thì nó đâu đó khoảng 2.360 điểm. Đấy, thì tính ra nó khoảng tầm là hơn 70 triệu đồng một chút thôi là một được một cây vàng. Mà trong khi đó ở Việt Nam mình đang chênh lên khoảng gần 20 triệu đồng một lượng. Như vậy là đang quá cao. Riêng cái vàng SCG nữa, vàng nhẫn thì nó đâu đó khoảng tầm 76 triệu đồng một lượng. Đấy, thì thay vì là chúng ta mua cái vàng SCG thì theo quan điểm của tôi nhá, thì tôi sẽ chọn là mua vàng nhẫn. Được chưa? Và đồng thời nữa tôi thấy là nó quá cao. Vì vậy mà đối với lại những cái bây giờ nó vàng nó quá cao như thế này, thì những cái người công nhân mà làm 8 triệu đồng một tháng, đúng không? Thì các bạn thử tưởng tượng trừ đi ăn uống sinh hoạt con cái công nhân ngoài cái đầy nhá, đầy người làm, rồi những cái bác bảo vệ làm một tháng cái độ 5-6 triệu, thì đến bao giờ mấy năm mới làm được một cây vàng. Các bạn thấy chênh lệch cái sự giàu nghèo rất là khủng khiếp, đúng không? Vì vậy mà nhà nước chúng ta, thủ tướng cũng yêu cầu ấy, phải làm chấn chỉnh lại cái giá vàng. Thì tôi nghĩ rằng trong cái thời gian tới, thì nếu mà cứ để cái giá vàng cao như thế này, đúng không, thì kinh tế nó sẽ rất là khó khăn. Bởi vì gọi là nhà nước chúng ta đang chống xã hội vàng hóa. Đấy, thì anh em cũng phải cân nhắc. Nếu mà như tôi thì tôi sẽ chọn một cái lượng vàng tích lũy vừa đủ thôi, còn không nên để tiền, để vàng trong nhà quá nhiều, đúng không? Thay vì là mua vàng thì chúng ta như chọn những cái vị trí bất động sản vàng để chúng ta có thể đầu tư sinh lời, vừa lãi vốn mà sinh ra dòng tiền, đúng không? Nó sẽ tăng theo thời gian. Và đặc biệt là vàng ấy, thì thời điểm này nó tăng lên nhiều rồi, có thể là tăng lên nhiều hơn so với đất, tăng nhanh hơn so với đất, nhưng mà để mà x lợi, x đôi, x ba, hoặc là x 10 hoặc x 100 lần, thì tôi thấy rằng bất động sản vẫn là cái kênh đầu tư an toàn và sinh ra dòng tiền cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là những vị trí vàng, vị trí kim cương nha. Anh em có ý kiến như thế nào thì để lại cái bình luận bên dưới, và thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè người thân của mình được biết. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.